Thế hai vợ chồng hôm nay đến đây là có việc chi đây? Dạ Mai đi. Mai xin số đề đúng không? Hôm nay là ngày lẻ, sẽ ứng với phái nữ nhiều hơn. Vậy thì chủ nữ vào cho thầy hỏi đây. Và thầy hỏi đến đâu là phải trả lời thật đến đấy. Nói dối là không linh đâu nhá. Bác sĩ cam đoan là những lời con nói là thật. Chồng nhận. Thí chủ là đã đi nước ngoài được mấy lần rồi ấy nhỉ? Con mới đi mỗi nước Lào. Đi mỗi nước Lào à? Thế là một. Thế thí chủ đây đã sinh được mấy người con rồi? Nhà con được một trai một gái, là hai ạ. Thế là hai người con là ứng với số 2. Thế đã được đọc được mấy quyển sách về tâm linh rồi? Cái tâm linh á? Là 4 ạ. Con sẽ ứng với số 4. Thế cho thầy hỏi một câu nó hơi tế nhị một chút. Thế một tuần hai vợ chồng quan hệ với nhau được mấy buổi? Dạ cái này nó cũng hơi tế nhị. Nhưng mà nhà con thì là 7/7 luôn ạ. Đèn đỏ là cũng không tha, vượt luôn ạ. Thế là nhu cầu là hơi cao đấy. Thế là nó ứng với số 7. Cái câu hỏi này nó cũng tế nhị. Thế ngoài chồng ra thì có quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông nào khác không? Số lượng bao nhiêu người? Thầy buồn cười nhỉ? Hỏi lý tha lý thuyên vớ vẩn vẩn. Con là gái chính chuyên thì làm gì có lừa bên ngoài luồng với cả cặp kè vớ vẩn. Thầy lại hỏi mới ra con số chính xác được. Nó liên quan đến cái số ngày hôm nay. Nếu mà đã chính chuyên thì chắc là số 0 rồi. Thế thì số đề, số lô ngày hôm nay sẽ ra là 12470. Về đánh đi cả lô cả đề nhé. Bỏ qua xin phép luôn. Về cho kịp giờ. Này, nhớ là được rồi, tán lộc cho thầy đi nhé. Giờ lô đến rồi, giờ lô đến rồi. Giải đặc biệt, giải đặc biệt đây. 1, ui, có 1 rồi. 2, 4, 7. Không. Ôi, tôi chết rồi, tôi bỏ mẹ rồi. Ui, quý ra bại sản rồi. Tôi sư bố, tôi bày bói nói. Đưa em xem nào. Tại sao mình là không nhỉ? Chết thật, tiên sư thật bày bói lừa mình rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Của em được giải đặc biệt rồi. Của em được giải đặc biệt rồi. Đừng có mày ăn hết. Thế nào kéo thế cái này. Anh với mình kia khác nhau mỗi sống quấy á. Anh ơi, mày có vợ không chứ? Mình bán nhà lúc này. Tôi chết rồi. Này, cô lừa tôi đúng không? Hả? Cô lừa tôi đúng không? Đang vui cơ mà sao lại lừa gì ở đây? Vui vẻ đi. Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi vẫn nhớ những lời thằng thầy bói nói nhá. Nó hỏi cái câu cuối này à, ngoài tôi ra cô còn chén thêm thằng nào ở ngoài không? Cô bảo không đúng không? Thì về tôi mới ghi không. Đấy, giờ lộ mặt tay nha, cô ghi 9. Chứng tỏ ngoài tôi ra cô còn 9 thằng đúng không? Cái thế thì là sao? Thì tôi đánh gỡ lại cho anh rồi còn gì nữa? Gỡ gì mà gỡ? Tóm lại là không được. Tôi không thể ở cái loại lừa dối chồng, cái loại lăng ngoạc cô được nhá. Thế bây giờ anh muốn như thế nào? Hả? À, nói đi. Như thế nào nhá? Bây giờ chia đôi là bảy số nhá. Rồi ly hôn. Chia đôi thì chia đôi. Đấy, mỗi người một nửa. Ngu ấy là ngu ấy. Thế này lấy tiền của gì hả? Lại ngu rồi anh. Thì anh bảo chia đôi còn gì nữa? Chia đôi á là chia đôi tiền chứ phải xẻ đôi. Loại chế được to quá là gì? Đưa này đi dặn. Chết rồi. Ừ nhở. Tại anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì là ngày gì? Gì? Hôm nay ngày gì? À biết rồi. Hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan báo hiếu này. Em đang ở đây có Vu Lan báo hiếu nữa hả? Wow. Hôm nay ngày gì? Nhưng mà thật sự là anh không có ký ức gì về ngày này. Anh không muốn chơi rồi. Nghĩ đi.
Valentine không phải lấy yêu nhau không phải phụ nữ cũng không phải anh ngày gì anh tin thề là anh không không biết hôm nay là ngày gì. Nói em nghe, hôm nay ngày gì anh mà không nhớ anh chết với em nghe chưa. Anh không biết thì tóm lại nó là ngày gì vậy em. Anh không biết thật. Anh không biết đâu nhá. Anh mà nói với em hôm nay là ngày sinh nhật của bạn gái cũ của anh ạ. Anh chết với em rồi nghe chưa. Yêu mà thương cái nào. Ú hồn. Còn nguyện. Hôm nay con mình dẫn người về ra mắt đấy. Không biết như thế nào nhỉ. Bố, mẹ. Hôm nay con dẫn người yêu con về ra mắt bố mẹ. Cháu nhỏ hai bác. Cái con vô duyên vào cơm nước mời anh đi chứ đấy. Anh ngồi đúng nữa nhá. Con bón nấu tí xong. Con lớn không có khôn cháu ạ. Ê, làm nghề gì hả cháu? Dạ cháu làm luật sư ạ. Luật sư không ạ? Được. Hai bác sau này mà nếu mà có ly hôn ấy gặp cháu một phát xong luôn. Là nghề ngỗng mà ổn định ok luật sư là được rồi. Ừ được thế thì cũng được cũng tặng được. Có gì cho con gái mình có chồng không ạ? Ừ sao bác ơi. Nhà bác đẹp rồi. Toàn gỗ rồi. Tranh gỗ rồi. Kệ gỗ rồi. Sàn cũng bằng gỗ rồi. Ôi cả nhà toàn bằng gỗ. Thế này mà cháy thì to lắm nhỉ. Không sao không sao. Bác bảo này. Cháu hai đứa đã yêu thương nhau thì hy vọng sau này cháu sẽ đối xử tốt với con gái bác. Ui cái này bác yên tâm đi nha. Riêng một khi cháu đã lấy con gái bác về nha. Chỉ mỗi việc ăn mới ị thôi nhá. Ăn nhá. Chỉ cho ăn thôi mà ăn lo đến khi vỡ bụng chết thì thôi. Oh no. Thì không sao. Không sao. Thôi nhưng mà để cái thật là. Mình vào lấy chai rượu quý ra để tôi tiếp đãi con rể. Ông đợi tôi tí nhá. Uống nước cháu. Dạ. Đây rồi. Bà rót vài ly. Rượu này bác bảo rượu quý á. Rượu thừa đấy. Thừa cái con khỉ. Nói thẳng bác loại rượu này cháu toàn để xúc miệng. Với cái trình độ bác uống rượu như thế này, cái loại vớ vẩn này nhá, uống với cháu gọi cháu bằng cụ. Muội. Đây rồi, mình ơi. Mình nhịn đi nhá. Mời cậu uống rượu. Chào bác. Mời cháu bác. Bác bà phải uống chào bác. Bác chết. Không biết rồi. Cháu lấy rượu này nào. Cháu bảo rồi rượu này chỉ để xúc miệng thôi. Ai uống rượu này. Bảo rượu quý. Không rượu này bác rượu thừa bác đấy. Thừa gì. Ơ cháu ơi. Ví của cháu rời à đúng không. Đúng rồi. Mạnh quá. Không có bác gái nói thì mất để. Này, à. Cậu nói thế nào chứ? Nhà tôi có phải đầu đường xó chợ đâu mà cậu bảo là cậu rơi ở đây thì mất ví. Ôi, cháu nói thật với bác chứ. Thời buổi này á, trộm cắp như này không tin tưởng bố con thằng nào hết. 1m2 hai thằng ăn trộm. No. Ý cậu là... Chào. Nghề rượu này rượu đều hay sao nhỉ? Vừa làm chén cái này nó như kiểu là bị tiểu rác, đái rác đấy. Bác, nhà vệ sinh đâu nhỉ? Ở đây, đây, ngay nhà vệ sinh ngay đây thôi. Cậu đi ra thẳng ra đây đến nơi rồi. À cẩn thận có chó giữ nhá. Ui, loại chó thì người cháu chả sợ, sợ chó. Bố mày chưa đi đái mày dám cắn à? Mày dám sủa? Bố mày thay mày bố mày chấp cả nhà mày dám cắn bố mày đấy. Thế thì nhá, đến giờ này bố mày cũng không chịu được nữa. Thế thì bố mày cũng tuyên bố cho mày biết nhá. Bố mày cắn mày đấy, bố mày cắn luôn như này. Bố mày cắn luôn này. Mày cắn luôn này. Mày là bố láo này. Thôi. Không yêu đương thế. Đi vào nhà. Ôi, đi vào nhà. Cấm yêu đương hết. Cái ngữ ở đâu, ngữ mặt dậy. Còn mày, đi vào nhà. Mày loại mất dậy. Cút! Này nhá! Ngỡ mất dạy! Ly hôn đến đường tìm bộ! Nó tại bà đấy! Chiều nó con gái lắm nào! Còn hư cái gì? Ông ấy!
chửi tôi béo à? Cái loại tứ đẩn bản mất nét như bà. Thì đi hát con ra cũng mất nét như bà cả rồi. Nha. Ông biết chửi tôi đúng không? Tôi chửi bà đấy. Chẳng nhớ, tôi không thể nào chịu được trong gia đình này nữa nhá. Ly hôn. Ly hôn thì ly hôn. Tôi sợ bà chẳng. Được. Em chào anh ạ. Anh có thể cho em ngồi cùng em được không? Em ơi, anh đẹp trai nhở? Anh đã có người yêu chưa? Tiếc, làm gì mà phải lạnh lùng thế? Người ta hỏi thì trả lời một câu đi chứ. Tôi bị mắc cái tật nói chuyện vô duyên nên tôi không muốn nói gì thôi. Vô duyên đâu mà vô duyên. Em thấy anh có duyên chết đi được ý. Hôn như chuyện với em đi. Con Hâm à, nói rồi sao mình đánh hiểu thế nhỉ? Sao anh lại nặng lời với em thế? Đồ vô duyên. Đã xấu rồi. Lắm mồm. Cái cô gái này nói thế là không được rồi. Cậu ấy đã nói là ai? Cậu ấy vô duyên. Cô cứ bắt anh ta mở mồm ra nói đi chứ. Cái... bây giờ thì trách ai? Đúng rồi. Đúng không? Lão già nhìn mặt ngu ngu nhưng mà nói rất đúng luôn. Tôi nhá, đáng bậc cha bậc chú cậu ấy. Ăn nói là cẩn thận. Vớ vẩn. Buồn cười nhỉ. Mấy người này ép người ta nói thì bây giờ lại chửi người ta. Đúng là. Đúng đấy. Đây này, con mụ chủ quán này. Nó nói rất là đúng luôn. Ba, mày lo bán hàng đi nhá. Tôi thì ba nhầm cái gì vào, tao muốn chết. Mày này, cái thằng này nhá, mày dám chết mày, chết mày, 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 em đã bảo tôi muốn nói, tôi muốn nói. Mà con